nên để cho trẻ em tự do phát triển trăng. Vạn Phật Thành ngày 20 tháng 3 năm 1983 Thiên địa chi đại, tứ hải chi khoan, vô kỳ bất hữu. Nghĩa là trời đất rộng lớn, bốn biển mênh mang, chuyện lạ đầy rẫy thế giới có vô số những chuyện đặc biệt kỳ dị mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi song chuyện gì cũng một phần là do trời tạo một phần là do người tạo trời tạo mà người không làm gì cũng không thành công người làm mà trời không tạo thì cũng không có căn bản cho nên trên đời chuyện gì cũng tương đối có thiện có ác có âm có dương có đúng có sai có tốt có xấu đó là pháp đối đãi vì là pháp đối đãi nếu người biết làm thì điều xấu có thể biến thành điều tốt nếu người không biết làm thì tốt cũng trở thành xấu. Cũng vậy, người biết dụng công thì lúc âm khí cực thịnh cũng có thể biến hóa thành dương khí, và lúc dương khí hết sức cang cường cũng có thể làm cho điều hòa. Âm thuộc về tĩnh, về nhu, còn dương thì thuộc về động, về cương, cho nên điều tốt, điều xấu đều do con người làm ra. Cổ nhân nói, cận chu giả xích, cận mặc giả hắc, nhiễm ư làm tắc làm, nhiễm mơ hoàng tắc hoàng. Nghĩa là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, nhuộm xanh thì xanh, nhuộm vàng thì vàng. Ở nước Trung Hoa có một vị Á Thánh tên là Mạnh Tử. Lúc còn nhỏ, cha mất sớm, chỉ có mẹ nuôi dưỡng ngài. Lúc đầu, nhà của ngài cạnh nhà người đồ tể. Vì còn nhỏ, tai nghe mắt thấy chuyện gì cũng dễ tiềm nhiễm, cho nên... Ngài ngày ngày học cách người đồ tể thọc huyết châu, dê, Mẹ của Ngài thấy vậy thì biết rằng nếu để Ngài tự do phát triển, thì tương lai nhất định Ngài sẽ trở thành một tên đồ tể. Vì vậy, bà lập tức dọn nhà đi và dọn tới bên cạnh, nghĩa địa. Bây giờ, mạnh tử lại học cách người coi mộ, quét đất, thắp nhang, dâng hoa, cúng tế người chết. Mẹ Ngài lúc đó mới nghĩ rằng không xong rồi, con nít mà để cho phát triển tự do thì tương lai con mình sẽ trở thành kẻ coi mộ, chứ có lợi gì. Bởi vậy, lần thứ hai, bà lại rời nhà đi nữa lần này bà dọn nhà tới bên cạnh trường học ở cạnh trường học ngày ngày mạnh tử tận tụy bắt trước những học sinh ở đó lên lớp chào thầy về nhà lễ cha mẹ tuy nhà không có tiền nhưng mạnh tử ra sức học hành đối với việc đọc sách đi đứng lễ nghĩa ông rất thành thạo mẹ ngài thấy như vậy bèn quyết định sẽ ở đó luôn vì hễ con của bà bắt trước kẻ đọc sách thì tương lai sẽ thành đạt nhưng không lâu thì mạnh tử nổi tính phá phách ngỗ nghịch không còn muốn học nữa một hôm mẹ ngài đang lúc dệt tơ thấy con đi học mà bỏ ngang về nhà thì liền cắt khung cười khiến dây tơ dứt làm hai đoạn mạnh tử thấy vậy liền nghĩ rằng khung cười đất không còn dệt được tất sinh kế nhà mình sẽ khó khăn bởi mọi sinh hoạt hàng ngày đều dựa vào nghề dệt vải này cho nên ngài mới hỏi mẹ rằng tại sao mẹ lại cắt khung cười như vậy bà trả lời con nay chẳng chịu học hành thì cũng giống như khung cười không còn dệt được nữa vậy Mạnh tử nghe xong hết sức hổ thẹn, quyết chí dụng công học hành. Về sau, Ngài trở thành một vị đại thánh nhân của nho học. Ở nước Mỹ này, tôi không thể nói rằng tự do phát triển là hoàn toàn không đúng. Xong, nếu tự do phát triển thái quá, thì đó là một điều sai lầm. Quan niệm này nếu tồn tại thì sẽ nuôi dưỡng hậu hoạn. Trẻ con cũng giống như cây non đang đổ lớn. Nếu cây đâm trồi, nảy nhánh loạn xạ, tất cần phải cắt tỉa đi thì tương lai cây mới mọc thẳng. Cũng như trẻ con phải được dạy dỗ chu đáo thì mới có thể trở nên trụ cốt của quốc gia sau này. Nếu con trẻ có tật viết tay trái thì không thuận tiện cho lắm. Tay mặt thuộc về tánh nhu thuần, tay trái thuộc về tánh cương cường. Tay mặt là âm, tay trái là dương. Nếu trong nhà có con em viết tay trái thì tốt nhất nên sửa lại, để viết tay phải thì thuận hơn. Cũng giống như đi nhiễu Phật thì đi từ bên phải qua Mọi thứ đều từ bên tay phải mà bắt đầu, đó mới hợp với bản tính, mới linh hoạt được. Con em thuận tay trái thì tánh tình ít nhiều có đặc tính cương cường. Tôi đề nghị với các bậc làm cha mẹ rằng, hãy con cái có điểm nào sai lầm thì nên cấp thời sửa đổi lỗi lầm của chúng, để tự do phát triển thì tương lai chúng sẽ biến thành hippie, lưu manh, du đảng. Khi đó, chúng ta phải làm gì? Có câu, dưỡng bất giáo phụ chi quá, giáo bất nghiêm sư chi đọa nghĩa là nuôi mà không dạy là lỗi của cha dạy mà không nghiêm là thiếu sót của thầy chẳng lẽ chúng ta không cẩn thận ngăn ngừa sao nếu muốn nói đến chân chính tự do phát triển thì phải bỏ trẻ con vào núi cao rừng hoang không có câu thúc gì cả cho chúng tự do sinh tồn giống như thảo mộc tự nhiên sinh trưởng vậy nếu không thì không thể đề cập tới tự do phát triển được nếu cho rằng chiều theo ý trẻ con muốn là tự do phát triển thì đó là một quan niệm sai lầm trẻ con làm đúng thì cổ võ khích lệ để cho chúng tiếp tục làm nếu chúng làm sai thì mình phải chấn trình để chúng tiến tới điều tránh điều thiện để nhân loại tiếp tục sinh tồn trong xã hội này mình phải duy trì hành động có trí huệ không thể dùng lầm danh từ tự do phát triển này được khi để trẻ con tự do phóng túng thì trong tương lai chúng sẽ biến thành những thanh thiếu niên hư hỏng hết sức bạo ngược can cường chúng không thể thành người anh tuấn mà sẽ là những phần tử hư hỏng của xã hội nếu đất nước thiếu những bậc lương đống anh tài thì hậu quả thật khó lường được vậy nguy cơ của sự tiến bộ khoa học kỹ thuật. Vạn Phật Thành ngày 25 tháng 3 năm 1983. Nhân loại ai ai cũng hướng ngoại truy cầu, vì cầu ở ngoài tâm cho nên càng cầu thì càng xa gốc, không sao tới được đích, mà càng không tới được đích thì càng muốn truy cầu thêm, đó gọi là bỏ gốc theo ngọn gần theo xa. Các vị cho computer, tức là điện não, TV, điện thoại, tủ lạnh vân vân là hay là đẹp, kỳ thật chúng tượng trưng cho vật bên ngoài đã làm cho con người mê muội, ham chấp trước, không giác ngộ. Nhưng nếu mình thật sự thông suốt mọi sự thì những thứ đó có thể giúp mình giác ngộ. Lục căn gồm tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý là sáu tên cướp tức là lục tặc, làm cho con người đọa lạc. Nhưng nếu biết cách dùng chúng, thì có thể tu hành thành đạo vô thượng bồ đề, thành Phật. Tuy ở bên ngoài có điện não xuất hiện, song trong tự tánh của mình cũng đầy đủ những thứ vi diệu, bất khả tư nghỉ như vậy. Xưa nay, mình vốn không cần thiết phải hướng ngoại truy cầu. Song bởi vì cái bảo bối kỳ diệu, khó diễn bày, gọi là thường trụ chân tâm, tánh thịnh, minh thể, của chúng ta bị ngũ ấm che khuất, cho nên bảo bối đó không thể xuất hiện được rồi thì do vô minh nên mình lại bỏ gốc chạy theo ngọn bỏ cái gần chạy theo cái xa mà không biết quay đầu nhìn lại tự tâm mình có điện não bên ngoài là do có điện não trong tự tánh của mình điện não đó gọi là thần não cũng có thể gọi là thánh não phật não hay đại trí huệ hiện tại các khoa học gia tuy phát minh được đủ thứ tân kỳ song chúng đều là những thứ ở bên ngoài tự tâm càng cầu càng tìm chúng thì lại càng xa gốc. Các khoa học gia chỉ hiểu những thứ hời hợt bề ngoài mà thôi, tuy có vẻ như đạt được chỗ sở đắc, kỳ thật họ đánh mất đi bản hữu trí huệ của họ, cho nên gọi là bỏ gốc theo ngọn. Người tu đạo thì phải bỏ ngọn theo gốc, phải làm sao để Phật tánh bản hữu của mình được viên mãn, phải làm thế nào để phản bổn hoàn nguyên, để khôi phục lại bản hữu trí huệ, tức là đại viên cảnh trí bình đẳng tánh trí diệu quán sát trí thành sở tác trí nếu đem điện não so sánh với bốn thứ trí này thì điện não bất quá chỉ bằng một phần trong hàng trăm ngàn vạn ức phần của bốn trí kia nhiều người lấy đồng thau mà cho là vàng thật thật đáng thương xót cho nên chúng ta là kẻ tu đạo thì phải nhận chân được bản hữu trí huệ của mình không cần phải truy cầu những thứ cao siêu xa vời ở bên ngoài chúng ta hoàn toàn không cần đến những thứ vật bên ngoài ấy sao tôi đã từng nói rằng điện não là thứ yêu quái do khoa học sinh ra làm cho con người thất nghiệp lười biếng giải đãi ưa thích phóng túng ghét làm chuyện cực nhọc nếu tệ trạng này tiếp tục thì chẳng bao lâu loài người sẽ biến thành đồ phế thải không còn dùng được nữa khi con người đã vô dụng thì đương nhiên cuộc khí trường tại thế gian này sẽ mau chóng bế mạc bởi vì con người thành vô dụng thì cần con người làm gì nữa Xong ngược lại, nếu con người giác ngộ thì họ sẽ dùng trí huệ để sử dụng kỹ thuật, không để cho kỹ thuật khống chế con người. Lúc đó, đương nhiên con người sẽ tạo ra rất nhiều sản phẩm có lợi ích cho nhân quần. Nói tóm lại, cũng là một sản phẩm, song điều quan trọng là chúng ta có biết sử dụng nó hay chăng, mình phải sử dụng điện não không để nó khống chế mình. Cho nên nói rằng, kiến sự, tỉnh sự xuất thế gian, kiến sự, mê sự đọa trầm luân nghĩa là thấy việc liền thức tỉnh vượt trần gian đụng chuyện mà lờ mờ đọa luân hồi